Giơ chân dành cho Brian Romani. Một tình huống đi bàn rất bất ngờ dành cho đội khách. Bây giờ thì Sài Gòn FC có thể cảm nhận thấy sự thiếu vắng của Phúc Tứ Bình Lập nơi trung tâm hàng phòng ngự. Đó là cao thủ Sài Gòn FC. Đường chuyền của Lê Tô Sáu. Một pha bóng hay của Sài Gòn FC. Tất cả đều được thực hiện một cách nhịp nhàng từ đường bóng giao biên cho đến tình huống lật cánh vào trong của Lê Tô Sáu và sau đó là cú tiếp bóng. Messi. Nhưng Bình Hòa Lạc vẫn đang có được một phong độ rất cao. Chúng ta cùng xem lại tình huống đá phạt của Sài Gòn FC. Một sút rất cao. Một tình huống rất kinh nghiệm về chuyên tay của Bình Nhật. Anh Đức lại một lần nữa cho thấy được sự giúp mạnh của anh. Chúng ta hãy cùng xem lại cơ hội này. Giữa trước nữa tỷ số là 2-0 nghiêng về phía BKM Bình Dương. Vì là đi một pha dính tuyệt vời, rất sóng gió mà khởi nguồn là từ Philadelphia và kết thúc là tăng cánh với một cú đá rất căng. BKM Bình Dương. Một tình huống. Bình Dương. Một cú sút rất hay của Romania. Nhưng riêng bàn vẫn chưa đánh với các lá màu sắc cam. Dù cho sau khi vừa rồi thì bóng. Messi. Một pha xử lý mang đậm chất samba của Kessler. Cú đá sau đó cũng là rất quyết định.